Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Sinh viên có thể lựa chọn rất nhiều các chương trình khác nhau cho mình khi du học tại Canada. Song khi lựa chọn chương trình học cần chú ý đến cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp và cơ hội chuyển tiếp lên chương trình cao hơn. Để dễ dàng có được việc làm và định cư tại Canada, chúng tôi khuyến khích sinh viên lựa chọn các chương trình cao đẳng thay cho đại học và thay cho thạc sĩ. Ở chương trình cao đẳng, thời gian học của sinh viên chỉ là 2 năm so với 4 năm của đại học. Nhưng quan trọng hơn, ở hệ cao đẳng, sinh viên được đào tạo nhiều về kiến thức thực hành. Còn ở bậc đại học, sinh viên sẽ đào tạo chuyên sâu theo hướng học thuật nghiên cứu. Ngoài ra, ở bậc cao đẳng, sinh viên còn được tham dự các khóa thực tập hoặc là co-op được hưởng lương. Đây là cơ hội rất tốt cho sinh viên làm quen với môi trường thực tế và được công việc ngay sau khi tốt nghiệp tại các công ty thực tập của mình. Về cơ hội chuyển tiếp thì sinh viên sau khi tốt nghiệp cao đẳng rất dễ dàng liên thông lên các đại học, ngay cả các đại học hàng đầu của Canada. Để biết thêm thông tin về hồ sơ, thủ tục và điều kiện nhập học tại Canada, các bạn đừng quên gọi đến công ty Tân Đại Dương qua số 0996277629 hoặc 0166515271. Ở bậc sau đại học và thạc sĩ thì chúng tôi khuyên các bạn nên chọn nghề chương trình sau đại học cho lộ trình du học của mình. Bởi vì chương trình sau đại học đào tạo thực hành dành cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Chương trình sẽ đào tạo sinh viên những kỹ năng cần thiết để làm việc tốt tại Canada. Trong khi đó, chương trình thạc sĩ sẽ chú trọng vào công việc nghiên cứu khoa học hơn là thực hành công việc. Khóa sau đại học, sinh viên cũng sẽ được tham gia vào các chương trình thực tập và được trả lương, và cơ hội được giữ lại làm việc cũng rất là được dành cho sinh viên. Kinh nghiệm làm việc cũng là một yếu tố quan trọng trong việc xác định tư cho ứng viên. Để làm được việc tại Canada, ngoài những yêu cầu về bằng cấp hay là kỹ năng phù hợp với công việc thì ứng viên cần phải có giấy phép trong việc làm. Hiện nay, sinh viên sau khi tốt nghiệp tại đại học sẽ được cấp Work Permit trong 3 năm để làm việc dài hạn tại Canada. Ngoài ra, một số chương trình học sẽ có những kỳ thực tập hưởng lương giúp cho sinh viên hòa nhập với môi trường mới và có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp. Hiện nay, tỉnh bang Manitoba đang có chính sách khuyến khích định cư, cho phép sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc hơn 6 tháng có thể nộp đơn xin định cư tại đây. Ngoài ra, chương trình còn có rất nhiều điểm cộng dành cho những ai muốn làm việc và định cư lâu dài tại tỉnh bang này. Nếu bạn hoàn thành chương trình cử nhân hoặc cao học tại tỉnh Manitoba, ứng viên sẽ được nhận thêm điểm định cư cho mình hoặc làm việc tại Manitoba ít nhất là 6 tháng, cũng sẽ được nhận thêm điểm cộng. Chính vì vậy, đây là cơ hội rất tốt dành cho ai muốn định cư tại Canada. Khi cần được hỗ trợ thủ tục hồ sơ du học, điều kiện nhập học tại các trường ở các nước như là Mỹ, Úc, Canada, Singapore, v.v. các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức của các trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0166515271. Hiện nay Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có các chi nhánh ở tỉnh phía Bắc. Các bạn có thể vào trang web của các công ty để tham khảo thêm về các thông tin qua các trang web tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Canada của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bạn Nguyễn Lê Thủy Tiên. Thì bạn vừa có visa du học Canada. Thủy Tiên sẽ cùng chúng ta chia sẻ tại sao Thủy Tiên lại chọn Canada là điểm đến du học. Chào Thủy Tiên. Thủy Tiên có thể là giới thiệu đôi nét cho các bạn biết về mình được không? Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Lê Thủy Tiên. Mình vừa đậu visa du học Canada. Mình chọn Canada du học tại vì Canada là một thành phố đa văn hóa, đa sắc tộc. Ở đây mình có thể được trải nghiệm nhiều các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Và ở đây có một nền kinh tế rất là phát triển. Mình đến Canada du học. Đầu tiên mình sẽ học một chương trình tiếng Anh tại trung tâm ngôn ngữ ELS. Sau đó mình sẽ chuyển tiếp vào trường cao đẳng Humber để mình học ngành quản trị kinh doanh. Mình chọn ngành quản trị kinh doanh tại vì nhà mình có một công ty xây dựng. Mình chọn ngành quản trị kinh doanh tại vì mình sẽ tiếp quản công ty của bố mình. Mình muốn học, mình hỏi nhiều hơn ở đất nước này.
À, vậy thì gia đình của Thủy Tiên là có công ty về xây dựng, thì mình có ý định mình qua bên Canada để mình có thể là phát triển hơn về cái chuyên ngành cũng như là về công ty lãnh đạo để phát triển hơn, đúng không? Và qua đâu thì Thủy Tiên biết được công ty của Tân Đại Dương? Em biết là công ty Tân Đại Dương là tại vì em có trang lên trên Google. Ý định du học này sẽ nảy ra từ khi em học lớp 12. Em có tham gia, em có dự thi kỳ thi đại học năm 2013 mà em lại bị rớt, nên là sau đó em đã chọn đi du học để bước để phát triển của em sau này. Thì em lên mạng em search như thế nào thì thấy được công ty Tân Đại Dương? Em muốn đi du học và em cũng lượn lượn từ nhiều các nước, nhưng mà em đã search là một trung tâm tư vấn du học, và em để trên mạng em đi coi YouTube và các phương tiện khác, và em coi Tân Đại Dương là một công ty uy tín để em gửi gắm ước mơ về. Thì cái người làm hồ sơ với Thủy Tiên là nhân viên nào của công ty Tân Đại Dương? Dạ là chị Quỳnh. Thủy Tiên cảm thấy là chị Quỳnh như thế nào? Chị Quỳnh rất là sốt sắng và chị Quỳnh rất là tận tình. Từ lúc em bắt đầu làm sơ đến khi có visa thì chị rất hết mình giúp đỡ. Những cái gì thắc mắc thì em hỏi thì chị đều sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ em. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn Thủy Tiên đã có mặt hôm nay để có thể chia sẻ cái buổi phỏng vấn này. Thì Tân Đại Dương xin chúc cho Thủy Tiên du học tại Canada đạt được những cái ước nguyện như là mình mong muốn, cũng như là thành công hơn khi mà quay về Việt Nam. Xin cảm ơn Thủy Tiên. Bạn đã theo dõi chương trình chia sẻ ước mơ du học Canada của công ty Tân Đại Dương. Một lần nữa Tân Đại Dương xin hẹn lại các bạn trong chương trình tiếp theo.